chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái hoa màu vàng vàng, cái hoa nó to to mà mình đang quay cho các bạn xem đây. Cái loại hoa này nó có cái tên là mai hoa đăng các bạn nha. Thì bây giờ là vào những ngày cuối năm, sắp sửa bước vào Tết dương lịch rồi các bạn. Thì cái loại mai này nó nở rộ luôn đó các bạn. Và nó kéo dài từ bây giờ mà cho đến tới Tết âm lịch. Cũng có nhiều cây là nó nở muộn hơn các bạn ha. Loại hoa mai này nó cũng kéo dài lâu lắm. Vì các bạn xem những cái chùm hoa của nó còn rất là nhiều nụ này các bạn. Tuy mình thấy nó đã nở rộ rồi nhưng mà cái số nụ nó cũng còn rất là nhiều luôn á. Mà như các bạn thấy á, hoa này cái hoa nó to thiệt là to luôn này. Nó to bằng cái bàn tay của mình luôn đó các bạn. Cái này thì mình gọi nó là mai hoa đăng, nhưng mà cũng có một số người thì người ta gọi nó là mai thái các bạn. Nhìn cái hoa nó to mà cái màu nó vàng thật luôn. Nhìn cái sắc vàng nó rực rỡ, nó có vẻ tươi vui ghê ha các bạn ha. Nếu mà những cái nụ này mà nó nở hết thì chắc có lẽ là nó rất là rực rỡ luôn đó các bạn ha.